Hai xin chào cả nhà và đến với video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái loại rau nữa. Đây này, cái rau đây quý vị thấy nó lạ lạ không? Cái thân nó thì nhỏ thôi, còn mấy cái cục đây này, này là nó tự tạo lên cho nó thành một cái phao để nó nổi lên đó. Nó tự tạo thành một cái phao nó nổi lên đây này. Thì giống y như bùn ngủ tía luôn quý vị này. Nhưng mà nó đây là không phải bùn ngủ tía. cái đây là cái rau rêu nhúc nha quý vị rêu nhúc rêu rút đó có người còn gọi là rêu rút có người gọi là rêu nhúc à, này cái đặc điểm rất là dễ, nhận dạng đó là lá rất là giống bùn ngủ tía nhưng cái lá nó mình đụng nó không có gấp lại đâu đây nè ô nó cũng gấp này đụng nó nó cũng gấp lại như bùn ngủ tía này đụng nó cũng gấp lại như bùn ngủ tía luôn đây này ac luôn nhưng mà nó mặc ở dưới nước đó, à, nó mặc ở dưới nước và nó cứ nó tạo thành những cái khối xốp 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 như thế này này nó tạo thành khối nhúp xốp xốp như thế này để nó nổi nó thân nó lên thì đấy là đặc điểm dạng dạng của nó và lá nó mình đụng nó vẫn xếp lại như lá một ngủ ngủ tía luôn y chang luôn không có khác gì đó mà đây là nó là rau rút nè đâu nó vẫn xếp lại này nè, này, này tôi đụng lá đây Úi, đó nó vẫn xếp lại nha quý vị nha nó xếp lại y như buồn ngủ tía luôn đó, thì mà nó đây là nó mọc ở dưới nước hoàn toàn là mọc ở dưới nước tất cả là mọc dưới nước nha quý vị nha quý vị cũng có thể nếu quý vị tìm cái loại rau này để chữa bệnh thì cái như là quý vị phải phân biệt là rằng nó là mọc dưới nước và nó sẽ tạo ra những cái khối trắng 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 ví dụ như cái này này tôi sẽ hái lên đây đó thì thân nó nhỏ như thế này thôi mà nó sẽ tạo ra những cái phao khối khối phao trắng, trắng 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 như thế này để nó nổi nó nổi cái thân cây nó lên đó nổi thân cây nó lên và nó thì đây này đó nó cứ nổi trên mặt nước như thế này thôi chứ nó không có mọc ở dưới bùng hay dưới gì ở đó nó nổi như rau muốn nước vậy đó đây là nó nổi như thế này này đó nó nổi như vậy và nó mọc đó, đó, là rau rút về điều trị bệnh thì nó nó điều trị rất được rất là nhiều bệnh thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cái bệnh hay nhất là bệnh mất ngủ chữa chứng mất ngủ thì chứng mất ngủ thì rau rút 300g bộ phận dùng là toàn thân nha quý vị nha toàn thân toàn thân rau rút 300 g khôi sọ khôi sọ tức là củ môn ấy khôi sọ 25 g lá sen 10 g tất cả rửa sạch à, nên nhừ với nước cho gia vị vừa đủ rồi ăn lặn với nước 3 đến 5 lần 3 đến 5 lần nên ăn khi còn ấm tốt nhất là khi ăn vào buổi tối nha quý vị nha đó trước khi ngồi đi ngủ khoảng 30 phút là bắt đầu mình ăn là được rồi chữa cảm xúc cảm xúc cao rau rút tươi 30 g rửa sạch giả vét lấy nước cho bệnh nhân uống ngày 3 lần cần uống 2 ngày liền uống thuốc trước khi ăn <laughs> uống trước khi ăn hoặc rau rút khô 20 g kinh giới 10 g sáng dây cũ củ sắn dây ấy 8 g sắc thuốc xem cho bệnh nhân uống làm hai lần trong ngày đó. <laughs> uống lúc nóng nha quý vị nha thuốc thì thường thường mình uống lúc nó còn ấm ấm thì nó sẽ tốt hơn ừ. còn chữa cái bệnh như là mất ngủ sau khi mà bị mình vừa khỏi mình vừa bớt sốt sốt vừa sao mấy mà mình bị mất ngủ ấy là rau rút 30g, khôi sọ 25g, lá sen 10g cho vào uh, nồi uh, nấu cho nhừ lên đồ ăn cả nước bằng cái <laughs> nắm trong người nội nhiệt chảy máu cam sinh mụn nhọt thì lấy uh, một lượng rau rút rau rút đủ dùng xét loãng xét loãng thay nước hàng ngày thay nước uống thay nước hàng ngày xét loạn loạn tức là mình nấu loạn 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 ấy mình uh, uống thay nước hàng ngày nấu uống thay nước hàng ngày thì uh, nó sẽ giải nhiệt cơ thể nó giải nhiệt cơ thể nóng khác táo bón này đáy uh, đỏ này là rau rút ăn sống hoặc là ép lấy nước uống Đó. hoặc uh, làm chín bình dạng canh nấu canh cũng được là mình cũng có thể là điều trị được cái các cái chứng bệnh như táo bón đáy tiểu đỏ nước tiểu đỏ cái gì chữa bú cổ này chữa bú cổ đây hay này <laughs> chữa bú cổ thì ăn uh, rau rút hàng ngày bằng cách thay đổi cách các chế biến thay đổi cách chế biến như trên trong một tháng hoặc là rau rút 30 g cải trời 20 g mạch môn 15 g sinh địa 15 g xài hồ kinh giới xà can đều 8 g sách uống Đó, chữa bướu cổ và bướu cổ ấy thì quý vị, vị nên uh, thiếu vị gì cũng cũng được nhưng mà không bao giờ được thiếu cải trời nha cải trời là nó về nói về điều trị bướu cổ là nó hay cực kỳ luôn ngoài ra cải trời ấy cái cải trời ấy là coi như mình mình giả nhuyễn ra mình xào với giấm mình uh, mình xào với giấm mình uh, mình đắp lên trên cái bướu cổ ấy, nó hay lắm nó chữa bướu cổ hay lắm chữa <laughs> phù thủng đây chữa phù thủng thì à, hai ném rau rút cả thân rửa sạch giả dạ nát lấy nước cốt với lấy nước cốt uống à, người yếu bụng dở à, bị đi ngồi lỏng thì luộc ăn luộc ăn cái à, uống nước hoặc ăn sống trong bữa cơm kèm thức ăn khác trong vài ngày là có kết quả ngay đó là chữa phù thủng còn chữa gì đây đẻn à đẻn biển đẻn biển cắn ấy đẻn biển nó cắn ấy đẻn biển là cắn là rau rút 20 mươi gram giả nát với một ít muối lấy nước uống nếu Đọc chạy vào <laughs> trong tình trạng buồn buồn ngủ lấy ngay 15g rau rút một ít bèo cái một miếng trầu một miếng bầu một miếng bầu đốt lấy khói xong mũi cho tỉnh dậy lấy rau rút nấu canh loãng ăn thường xuyên ăn rau ăn rau ăn thay như ăn rau sống cũng được như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn ở những cái clip sau và nếu mà mến tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi cũng như là chia sẻ cho nhiều người biết đến kênh của tôi hơn để tôi có thêm động lực và tôi chia sẻ tiếp những video khác. Bye bye. Anh.